Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng. Kính thưa quý vị, bao nhiêu ngày cuối năm mà sao toàn những cái chuyện buồn, ngồi ở đây mà đưa toàn tin là cháy, thiệt hại nhà, đưa tin là bị khiếp hại tình dục, sách diệu tình dục, đủ thứ chuyện từ chức. Và kính thưa quý vị, cuối cùng thì chúng tôi cũng phải gửi đến quý vị một tin đặc biệt, đó là ông dân biểu của tiểu bang Michigan, một trong những người có thể nói phục vụ ở Hạ viện Hoa Kỳ lâu năm nhất, đó là dân biểu John Conyers. Kính thưa quý vị, qua một cái thời gian dài đã bị có thể nói những cái tiếng xấu về ông qua những cái vụ sách nhiễu tình dục của ông trong thời kỳ đảm nhiệm chức vụ ở tại Hạ viện Hoa Kỳ, là một trong những người Mỹ gốc Phi Châu, là một trong những người đã phục vụ cả suốt cuộc đời của ông cho Hạ viện, là một trong những người hiện nay đã gần tới 90 tuổi, và ông có một cái niềm mơ ước là con trai của ông sẽ kế vị ông. Tuy nhiên, với sáng nay quyết định mà không còn có một cái sự lựa chọn nào khác hơn, ông đã quyết định từ chức. Và có thể nói sự lựa chọn bổ nhiệm một nhân vật thay thế ông tùy thuộc vào thống đốc của tiểu bang Michigan. Qua năm nay thì là một cái năm rất là đau buồn cho người phụ nữ. Nhưng chúng ta cũng nói lên được tiếng nói rằng là tất cả những cái hành động nào dùng bạo lực quyền hành để đối xử với phụ nữ càng ngày càng được phanh phui ra. Và đến bây giờ cuối cùng, chứ hẳn là cuối cùng vì còn tới 20 mấy ngày nữa, liệu ông John Conyers là có phải là một trong những người cuối cùng hay là không? Đó là một trong những sự kiện sáng nay chúng tôi gửi đến quý vị. Bên cạnh đó thì Thế vận hội mùa đông cũng sẽ được diễn ra trong cái thời gian rất gần đây ở tại Nam Hàn. Và một trong những sự kiện mà người ta nói đến vấn đề kích thích doping đã làm cho cái tinh thần của Thế vận hội không còn được như ngày xưa. Và vấn đề liệu tất cả những người sử dụng doping hiểu để chiến thắng và lên đứng lên bục nhận huy chương vàng để rồi quốc ca của quốc gia họ được trỗi lên có đúng với cái niềm mơ ước của những người vì một cái lý tưởng Thế vận hội hay không? Đó là quyết định cuối cùng để phái đoàn của Nga Show liệu có được tham dự Thế vận hội mùa đông hay không, thưa anh Việt. Theo thông tin cho biết, Ủy ban Olympic Quốc tế đưa ra quyết định khi xác định rằng người Nga đã tham gia vào việc doping do nhà nước Nga bảo trợ và nước Nga đã bị cấm vào Thế vận hội mùa đông năm 2018. Tuy nhiên, đó là hình phạt khắc nghiệt nhất mà IOC đã trao cho giải quốc gia cấm nước Nga vào tham gia vào Thế vận hội quốc tế, và các vận động viên Nga có thể tham gia vào Thế vận hội sắp tới tại Hàn Quốc, nhưng họ phải chứng minh rằng họ sạch sẽ và không có liên quan tới vấn đề doping tại Thế vận hội quốc tế từ nước Nga. Mà nếu họ giành được huy chương, họ sẽ là bài hát Olympic chứ không phải là bài hát của tiếng Nga. Wow, như vậy thì quá đau buồn. Nếu tất cả phái đoàn đại diện cho một cái quốc gia, khi mình giành được những huy chương mà cái bài quốc ca của mình không được trỗi lên, chỉ bài quốc ca của Olympic, thì đó là càng tủi nhục hơn nữa. Nếu tôi là người Nga, tôi sẽ không bao giờ tham dự. Khi vì sao? Khi tôi giành bao nhiêu cái không khó của chúng tôi để rồi quốc ca của chúng tôi không được trỗi lên tất cả như tất cả những vận động viên của quốc gia khác, thì đó là một cái sự đối xử. Nhưng chúng ta cũng cần phải nghĩ lại, vì chính phủ Nga Show đã có những cái hành động trực tiếp đến vấn đề doping, tuy nhiên là vấn đề sử dụng kích thích tố. Đây là một cái vấn đề mà ủy ban gọi là Thế vận quốc tế không bao giờ chấp nhận, và chúng ta chỉ chờ đón tất cả những thành tích của tất cả các lực sĩ ở cái khả năng của họ, chứ không phải nhờ vào doping như vậy. Kính thưa quý vị, ông Brennan là một trong những người có thể nói kề cận Tổng thống Donald Trump, là một trong những người có thể nói đã đưa đến cái sự chiến thắng end luật của ông Rosemoyne khi ông đánh bại một vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama để đại diện cho đảng Cộng Hòa. Nhưng gần đây thì ông lại bị tất cả nhiều tai tiếng, cũng lại xét nhiều tình nhục. Nhưng đến bây giờ thì Brennan cũng là một trong những người có thể nói lê lai liều mình cứu chúa để đến Alabama vẫn với một cái đường lối và ủng hộ ông Rosemoyne. Liệu kế hoạch của Brennan gây quỹ thêm và bỏ thêm tiền cũng giống như là đã kích tất cả những ai chống đối lại Romo của Brennan như thế nào, thưa anh Tuấn?
Hiện tại bây giờ, ông Steve Bannon, thưa quý vị, cựu chánh tham mưu trưởng của Tổng thống Donald Trump thì đã không còn tại chức, nhưng với việc sở hữu một trang báo và ủng hộ của ông Donald Trump thì Steve Bannon luôn luôn ủng hộ đường lối này, và đó là lý do mà ngay sau khi mà ông Trump tuyên bố sẽ ủng hộ ông ứng cử viên ngồi vào chiếc ghế thượng nghị sĩ của bên phía tiểu bang Alabama, đó là ông Roy Moore, thì ngay lập tức ông Steve Bannon sẽ đến ở ngay tại khu vực tranh cử của ông Roy Moore và liên tục tố cáo và liên tục nói về những thành viên bên phía đảng Cộng hòa không ủng hộ cho Roy Moore. Một trong những người đó là ông Mitt Romney, thưa quý vị. Trong cái buổi diễn thuyết mà ông Steve Bannon nói với bên phía công chúng đó, thì ông đã đả kích bên phía gia đình của ông Mitt Romney. Được biết trước đó, ông Mitt Romney cũng xém chút xíu nữa được ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng ngoại giao mà của ông Trump muốn cho. Nhưng mà đi xa hơn nữa, ông Mitt Romney là một ứng cử viên tổng thống trước đó, của đảng Cộng hòa. Nhưng mà điều ông Bannon đưa ra thì có thể nói rất tồi tệ, và có thể trong tương lai ông Mitt Romney sẽ là người ứng cử cho chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang Utah hiện nay ông đang ở. Ông là một người theo tôn giáo gọi là Mormon. Nhưng có một cái sự kiện ông Bannon tấn công ông Mitt Romney. Ông là một trong những người đứng ra nói nhiều, nhưng mà có khi nào ông trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam thì ông lại trốn qua Pháp, ông đi làm việc này việc nọ việc kia, không có tham gia chiến tranh. Điều đó cũng rất là nặng đấy nha. Không những tấn công ông Mitt Romney, ông Steve Bannon còn tấn công cả những người con trai của ông Romney. Ông nói trong khi mà có những cái sự chiến tranh ở ngay tại Việt Nam hay là Iraq hay là Afghanistan, có tới cả hàng ngàn người những binh sĩ của chúng ta đã tử trận, thì ông Mitt Romney ở đâu? Con trai ông ở đâu? Năm người của ông không có người nào tham dự. Không có người nào trong quân đội hết. Thì đó là lý do mà ông nói. Thì như vậy thì ông không có một cái tư cách gì, không có một cái lý do gì để ông lên tiếng phản đối một ai cả. Nhưng mà con người không tham dự chiến tranh như Tổng thống Bill Clinton đi qua bên Anh, không có chịu đăng ký đi lính ở chiến tranh Việt Nam cũng trở thành Tổng thống. Và gần đây nhất là Donald Trump, một người không có ông tham dự chiến tranh. Tôi không nói Trump lính. Nhưng mà ông ta không có đi lính, ông cũng trở thành Tổng thống vậy. Thành cái lời tấn công của ông Brennan có hiệu quả hay là không? Đó là một trong những vài sự kiện mà sáng nay thì có thể nói nhiều cái tin làm chúng tôi không muốn nói tiếp nữa. Đó là những sự kiện mà qua ly cà phê sáng nay. Nhưng có một sự kiện quý vị cùng với chúng tôi trở về Cai Lậy. Đã nhiều cái thời gian để nói đến vấn đề BOT ở tại Cai Lậy. Như quý vị thấy hình ảnh của những cái đoàn xe đi qua bị trở ngại ở trong một cái trạm gọi là thu phí. Ở đây thì người ta gọi là thô đó, kính thưa quý vị. Mà tôi bên kia thì họ xài là BOT. Thì ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một cái quyết định là ông quyết định là cho đình chỉ cái tiền thu phí trong một cái thời gian bao nhiêu tháng thưa anh Tuấn? Dạ, một tháng ạ. Thưa một tháng hả? Vâng, tôi nghe nói là cứ từ 1 đến 2 tháng. Và kính thưa quý vị, như vậy có nghĩa rằng là một vài sự kiện sẽ được thay đổi, và tất cả những tiếng nói của những người dân qua cái việc phản ảnh mà có thể nói không làm cho người ta hài lòng cũng là một đưa đến một cái hậu quả là làm cho chính phủ phải quan tâm đến. Hy vọng càng ngày càng thấy có những cái dấu hiệu quan tâm đến những sự kiện và những tiếng nói của người dân nói lên, vì dù sao đi nữa chúng ta thì có điều kiện ở ngoại quốc, chúng ta sống trong một cái thế giới mà có thể nói quyền tự do ngôn luận được tôn trọng rất nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy những người đồng hương của chúng ta sống hiện nay ở trong một cái quốc gia mà có thể nói chưa hoàn toàn được nói lên tiếng nói theo cái ý nghĩa của mình, phải không? Đó là một trong những sự kiện mà chúng ta hy vọng sẽ có những cái biến chuyển trong tương lai. Trong những phút vừa qua, quý vị cùng với anh Tuấn, Nhi Huyền và Đoàn Trọng qua cà phê sáng, chúng tôi hy vọng quý vị vẫn giữ 18.9 qua chương trình Thời sự Thế giới. Nhưng đặc biệt, kính thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 12 tới đây, tại trước mặt Phước Lộc Thọ, quý vị đến cùng với Lido Sài Gòn TV, chúng tôi đón một mùa Giáng sinh đặc biệt, và quý vị sẽ gặp gỡ tất cả những người mà hàng ngày quý vị thấy ở trên màn ảnh truyền hình qua cái chương trình Cảm ơn Tạ ơn mùa Giáng sinh 2017. Anh Tuấn tham dự cái chương trình đó không? Dạ, có thể có. Dạ. Nhi Huyền Santa Claus màu xanh hay màu đỏ? Màu green. Hay là green. Vâng. Kính thưa quý vị đến đó chụp hình ông già Noel, quý vị sẽ gặp gỡ tất cả những người bạn của quý vị và đón chào một mùa Giáng sinh của năm 2017 vào lúc 11 giờ trưa ngày 9 tháng 12 năm 2017. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị.